Mình là Duyên và bạn đồng hành với mình là anh Quang, cùng đến từ khối quản lý tài sản. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người Theo Hạt Sức Khỏe Tài Chính. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với nhau bằng các câu chuyện liên quan đến vấn đề phân bổ tài sản đầu tư. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xử lý 3 câu chuyện của 3 bạn có điểm chung rất là giống nhau, đó là các bạn đều giấu tên. Về câu chuyện đầu tiên, đó là: Chào các anh chị chuyên gia, em năm nay 30 tuổi và mới lập gia đình. Với thu nhập hiện tại thì em tiết kiệm được 20 triệu trên một tháng. Và đến thời điểm hiện nay, để được 100% tiết kiệm với số tiền là hơn 1,2 tỷ đồng, em đang băn khoăn là có nên mua nhà hay không vì em chưa có nhà Hà Nội. Em được nằm trong diện ưu ái của công ty nên được vay các ngân hàng với lãi suất thấp là 5-6% bằng 1/2 bình thường. Phần lãi còn lại thì công ty sẽ trả, và chỉ được vay với mục đích là mua nhà. Vì vậy là chế độ của công ty ưu ái cho những người có nhiều đóng góp và chưa có nhà ở Hà Nội. Vậy nếu mua nhà thì em dự định mua một căn nhà ở khu vực Mỹ Đình tầm 2,5 tỷ, sau đó thì cho thuê để đỡ phải trả tiền lãi và trả nợ. Bên cạnh đó thì em cũng băn khoăn liệu đầu tư bất động sản có còn là kênh hấp dẫn, và nếu có thì nên đầu tư ở khu vực nào. Nếu như không đầu tư bất động sản thì với số tiền 1,2 tỷ em nên phân bổ như thế nào, hay em vừa mua nhà vừa đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu ạ? Mà lĩnh vực này thì em cũng ít người quen am hiểu để học hỏi nên cũng rất là lăn tăn. Vậy mong được nghe tư vấn từ anh chị. Câu chuyện thứ hai, đó là: liệu vàng có được coi là một kênh đầu tư? Giá tầm bao nhiêu thì có thể được gom tích lũy dần? Câu hỏi tương tự cũng như về đất đai thì nên mua ở đâu, và trung tâm hay ngoại thành, phân bổ ra sao cho phù hợp trong tỷ trọng mà không phải đau đầu vì phải quản lý danh mục. Ví dụ đất thì còn có thể thế chấp ngân hàng. Liệu có thể dẫn ra những ví dụ phân bổ của các chuyên gia, những người mà chuyên biết nhất? Về câu chuyện thứ ba, đó là: phân bổ tài sản bất động sản là 70% và chứng khoán là 30%, như vậy đã hợp lý trong thời điểm này hay chưa, hay phân bổ sao cho hợp lý ở thời điểm này? Vậy thì chúng ta cùng đi vào cái câu chuyện đầu tiên, đó là bạn này đang có tiết kiệm hàng tháng là 20 triệu đồng trên một tháng. Đến thời điểm này thì bạn có số tiền tiết kiệm là hơn 1,2 tỷ đồng và bạn đang muốn mua nhà bởi vì chưa có nhà Hà Nội. Nhưng tuy nhiên thì bạn mua nhà có thể là cho thuê để có thể giảm bớt cái số tiền lãi và tiền trả nợ. Qua cái việc cho thuê đấy thì bạn sẽ trả nợ bằng cái tiền cho thuê đó. Vậy thì bạn có nên mua nhà thời điểm này hay không? Thì anh Quang có thể hỗ trợ bạn trả lời cái câu hỏi này đúng không ạ? Mình nghĩ với trường hợp này thì vẫn như rất nhiều trường hợp, mình khuyên là nên có một cách tiếp cận bài bản bằng một cái kế hoạch tài chính đầu tư tổng thể. Ví dụ như trong đó là xác định rõ các cái mục tiêu mà bạn giấu tên này muốn trong cái cuộc sống của mình là đạt được cái gì. Và tiếp theo là mình rà soát kỹ các cái bảng về cân đối thu chi. Vì trong cái kênh này thì chưa có đủ thông tin, tức là chỉ có là thông tin tiết kiệm 20 triệu một tháng thôi. Mình chưa biết là thu nhập của bạn bao nhiêu, liệu có thể rà soát thêm là cái chi tiêu như vậy thì có tăng được tỷ lệ tiết kiệm hay là cân đối các khoản thêm hay không, nguồn thu đã đảm bảo chưa. Rồi cái cơ cấu tài sản thì như nào, nếu mà theo thông tin này thì cũng chỉ thấy là có một cái khoản tiết kiệm 1,2 tỷ thôi, ngoài ra thì cũng chưa có bất động sản hay là tài sản gì thêm. Thế thì quay lại câu chuyện là chúng ta nên tiếp cận đầy đủ các cái kế hoạch tài chính như vậy. Thì trên khía cạnh mà tiếp cận dưới cái góc độ là lập cái kế hoạch tài chính như thế, thì cái mục tiêu là chúng ta sẽ hướng tới là giúp cái người khách hàng này xây dựng được cái sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư của mình. Mà muốn như vậy thì ngoài cái chuyện là có một kế hoạch đầy đủ về các khía cạnh như vừa mô tả trên, thì người này cần xây dựng các cái loại tài sản cơ bản. Trong đó đầu tiên là gia đình này cần phải có một cái quỹ dự phòng thanh toán nhanh, tương đương với khoảng ít nhất là 6 tháng đến 12 tháng cái chi tiêu của gia đình này. Đó là điều ưu tiên đầu tiên. Rồi coi thử là các kế hoạch bảo hiểm, gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm y tế đầy đủ chưa. Trên cái nền tảng đó xong, ngoài tài sản phòng vệ vừa mô tả là hai cái loại đó, thì tiếp tục gia đình này cần phải tính toán để xem thử là mình xây cái kế hoạch tích sản hưu trí như thế nào. Ví dụ có thể mua cái gói tích sản hưu trí của VNREX để mà có một cái kế hoạch cho nó an tâm. Sau khi xong hai loại tài sản rồi thì bắt đầu mới cân nhắc tới các cái loại tài sản đầu tư, người ta gọi là go pay investing. Thì trong trường hợp này cụ thể của gia đình này là đang muốn là có kế hoạch đầu tư để mà mua một cái ngôi nhà
vì là cũng chưa có nhà Hà Nội, thì mình nghĩ là sau khi đã thực hiện các cái bước như vừa mô tả xong thì có thể cân nhắc là mua nhà được. Nhưng cái việc mà xác định cái ngôi nhà cần mua với giá trị bao nhiêu và mua ở đâu á, thì có lẽ là không nên, chúng ta nên tách bạch ra. Tức là cái việc mà bạn ấy đưa cái thông tin là được trong diện ưu ái nên công ty cho vay lãi suất ưu đãi, thì cái đó chỉ là một cái thông tin bổ trợ thêm thôi. Cái điều quan trọng nhất á, là có một cái nguyên tắc mà trong việc là chúng ta vay, chúng ta mua cái ngôi nhà đầu tiên, đúng không? Ngôi nhà đầu tiên thì nói chung là về cơ bản là khuyến khích mua, nhưng phải đảm bảo một cái nguyên tắc là cái dòng tiền mà chúng ta trả gốc và lãi vay hàng tháng không nên vượt quá 30% cái tổng thu nhập của cái gia đình hàng tháng. Hay như vậy, nếu mà ví dụ gia đình này đang bảo là tiết kiệm được 20 triệu một tháng chẳng hạn, thì nếu mà sau khi xây dựng các loại tài sản kia còn bao nhiêu, thì chúng ta có thể tính ngược ra được là cái giá trị của cái ngôi nhà mà chúng ta mua đầu tiên nó sẽ ở tầm như thế nào. Thì mình nghĩ là cái quyết định như vậy nó sẽ hợp logic về mặt gọi là cái an toàn tài chính, để hướng tới chúng ta xây dựng được sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư, hơn là cái việc là cái phương án mà bạn đang nêu ra đây. Vậy thì nếu như mà cái nó là ngôi nhà đầu tiên thì anh Quang có khuyến khích là có thể nên mua, nhưng với trường hợp của bạn thì bạn đang nêu ra một cái ý, đó là bạn mua nhà rồi bạn cho thuê để có thể trả tiền lãi và trả nợ. Thì ở ý này thì anh Quang nghĩ sao? Theo mình là không nên dùng phương án này, bởi vì thực tế là cái yield mà chúng ta đầu tư vào căn hộ cho thuê thì yield hiện tại nó cũng thấp, nó cũng khá là thấp, và căn hộ thì nó cũng lại bị xuống giá nữa, nên là mà trong trường hợp nhà này cũng lại chưa có tài sản mấy, trong khi xây sức khỏe tài chính an tâm đầu tư thì chúng ta lại cần cái tháp tài sản ba cái loại kia. Thì theo mình, nếu mà tiếp cận bài bản thì nên tiếp cận theo cái hướng là có một cái tài chính rồi xây dựng tài sản phòng vệ, bảo hiểm, rồi hưu trí, rồi cái nhà nó cũng chỉ là một cái dạng, một cái mục tiêu thôi, goal investing thôi, và vẫn phải đảm bảo nguyên tắc là chúng ta mua ngôi nhà cho vay một phần coi như một ngôi nhà đầu tiên, và nguyên tắc là dòng tiền trả lãi và gốc không vượt quá 30%. Còn sau này ví dụ khi mà tài sản lớn lên rất là nhiều rồi thì có thể phân bổ là một phần vào cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, và một phần vào bất động sản cũng được. Nhưng mà ở giai đoạn ban đầu như này thì bạn hãy nên theo cái phương án mà mình vừa mới đưa ra ở ban đầu. Vậy thì như những anh Quang đã chia sẻ là nếu như mà bạn mua nhà bây giờ thì tức là bạn có 1,2 tỷ bạn mua nhà thì tương đương với việc là bạn sẽ nợ 1,3 tỷ, đúng không ạ? Thì khi đó thì trong cái khoảng thời gian mà nợ tiền vay mua nhà đó thì bạn sẽ không có tiền để xây dựng các tài sản khác như tài sản phòng vệ, tài sản hưu trí, đúng không anh Quang? Và cũng không thể đầu tư sang các kênh khác được, bởi vì bạn vẫn đang còn một khoản nợ. Thực ra khi mà tiếp cận tổng thể một cái tài chính thì nó mới rõ ràng được là nên phân bao nhiêu vào đâu, đúng không ạ? Ví dụ như là cũng không nhất thiết là cứ phải vay 1 tỷ 3, đúng không? Chẳng hạn như đang có 1 tỷ 2 tiết kiệm thì sau khi cái tài chính tính ra được là chi tiêu của gia đình này một tháng như này, và có cái quỹ thanh toán nhanh 6 đến 12 tháng là ta có mấy ngày một khoản tiền dự phòng cho cái đó rồi. Thì tiền còn lại thì gọi là tiền gốc bao nhiêu, còn mua cái ngôi nhà giá trị bao nhiêu và vay bao nhiêu thì nó phụ thuộc vào cái phương án mà hồi nãy anh vừa mới đề cập. Tức là làm sao mà cái dòng tiền trả hàng tháng gốc và lãi không vượt quá 30% thì mình sẽ tính ra được cái giá trị của bất động sản mà nó tương xứng như vậy. Chứ không nhất thiết là cứ phải theo phương án của bạn là phải là cái ngôi nhà 2,5 tỷ thì không phải. Vậy thì bạn có hỏi một ý, đó là nếu như mà không đầu tư bất động sản vào thời điểm này thì bạn có nên đầu tư sang các kênh cổ phiếu, trái phiếu không? Mà đặc biệt là kênh này bạn chưa có nhiều kiến thức. Thì anh Quang cho bạn lời khuyên. Anh nghĩ là việc đầu tư cũng được, nhưng mà rõ ràng trong cái trường hợp này thì bạn ấy đang chưa có nhà Hà Nội mà, đúng không? Thì cũng có thể với ngôi nhà đầu tiên thì cũng có thể dành ưu tiên để cho cái kế hoạch tài chính để mua được cái ngôi nhà đó trước cũng được, với cái tình hình tài chính như này. Còn sau khi mà đã xử lý được cân đối các dòng tiền mà vẫn còn thừa được và có cái thu nhập thường xuyên thì có thể cân nhắc đến việc là mua các cái loại chứng chỉ quỹ để mà tích sản thường xuyên cho mình. Nhưng mà nếu như còn cái tỷ lệ phân bổ bao nhiêu thì nó phụ thuộc vào cái kế hoạch tài chính, là khả năng chịu đựng rủi ro bao nhiêu, đầu tư thời gian bao lâu thì mới có cái sự phân bổ phù hợp. Nhưng nếu như cái ngôi nhà của bạn ấy chưa thực sự cần thiết bây giờ ấy, thì bạn có thể đem đi để đầu tư cái khác, rồi đến khi mà đầu tư và đủ tiền, số tiền nhiều hơn để mua nhà thì có được không ạ anh Quang? Cũng được, cũng hoàn toàn có thể được. Nhưng mà lúc đó thì phải rất là rõ ràng là đầu tư với mục tiêu gì. Phải có một cái hạt đầu tư với mục tiêu gì. Đúng không? Ý là như vậy.
Vậy thì sau những gì mà anh Quang chia sẻ thì với trường hợp của bạn thì bạn có thể mua nhà nếu đây là ngôi nhà đầu tiên của bạn và nó thực sự cần thiết có. Và nhưng mà bạn lưu ý một cái, đó là cái tiền trả nợ gốc và trả lãi vay của bạn không được vượt quá 30% thu nhập của bạn. Phải lên được cái kế hoạch tài chính cho mình, xây dựng được những cái tài sản cần thiết như tài sản phòng vệ, tài sản hưu trí, bảo hiểm. Sau đó thì bạn mua nhà với một căn nhà mà cái tiền trả gốc và lãi của bạn không được vượt quá 30% thu nhập của bạn. Vậy thì sang đến trường hợp thứ hai, câu chuyện thứ hai, đó là liệu vàng có thể gọi là một kênh đầu tư và giá tầm bao nhiêu thì có thể mua gom tích dần. Và cũng tương tự như là đất đai thì có nên mua ở đâu và mua ở trung tâm hay là ngoại thành và phân bổ sao cho phù hợp với tỷ trọng mà không phải đau đầu quản lý danh mục. Thì anh Quang nghĩ sao ạ? Mình nghĩ là trong mọi trường hợp là tất cả những người mà trước khi đầu tư là nên có một cái tài chính và cái đầu tư cụ thể thì mới biết được tỷ lệ phân bổ như nào. Còn cụ thể trong cái cây này là bạn hỏi luôn trực tiếp vào cái kênh vàng. Thì theo mình thì vàng, cái thống kê về lâu dài nó nói rất rõ rồi. Vàng chưa bao giờ là một cái kênh mà mang lại cái lợi suất gọi là tối ưu cho một cái danh mục đầu tư để mà có thể tăng trưởng tài sản được. Mà chúng ta chỉ nên xem nó là một cái loại tài sản mà chúng ta phòng ngừa trong trường hợp chúng ta dự báo là nền kinh tế có thể có những cái khó khăn trong thời gian tới, ví dụ như có thể là xảy ra suy thoái và khủng hoảng này kia vân vân. Nó là một cái kênh trú ẩn mà thôi. Rồi còn với trường hợp đất đai thì về cơ bản thì với một cái cấu trúc dân số như Việt Nam thì về lâu về dài bất động sản vẫn có thể là một cái kênh mà chúng ta nên phân bổ trong cái tài sản của mình, ngoài cái chuyện đó là một ngôi nhà đầu tiên mà chúng ta có thể ở. Nhưng mà tuy nhiên thì như đã nói là phân bổ như nào thì nên có một cái kế hoạch đầu tư cụ thể, đầu tư vì mục tiêu gì, rồi hiểu rõ bản thân mình là có bị rủi ro như nào, đầu tư một thời gian bao lâu, thì lúc đó chúng ta mới có một cái sự phân bổ tài sản hợp lý, ví dụ như bao nhiêu là vào cổ phiếu, bao nhiêu là trái phiếu hay kiểu vật. Và tóm lại là nó vẫn phải dựa trên đầu tư, nó phải có một cái kế hoạch và cái mục tiêu rõ ràng. Như vậy thì theo ý của anh Quang thì việc mà bạn muốn chọn cái kênh đầu tư thì có thể là cái kênh đầu tư chứng khoán, trái phiếu, cổ phiếu vẫn là kênh để đem lại cái lợi nhuận tối ưu nhất. Còn vàng thì cũng chỉ là một cái kênh tài sản để phòng trừ những lúc thị trường bị đi xuống thì nó sẽ phòng ngừa được những cái rủi ro. Còn bất động sản thì ở khi mà cái tài sản của bạn ở một mức cố định thì cũng nên có bất động sản trong cái tình hình thị trường Việt Nam với cả dân số thì ngày càng tăng như thế này, đúng không ạ? Và bất động sản thông thường là cái quy mô đầu tư nó tương đối lớn, cho nên nó dành cho những người mà có tài sản ở cái quy mô cũng tương đối lớn, thì lúc đó mình phân bổ vô ngoài các loại tài sản tài chính thì với bất động sản thì nó sẽ hợp lý hơn. Vậy thì với trường hợp thứ ba là bạn hỏi cụ thể hơn một chút, đó là phân bổ tài sản bất động sản là 70% và chứng khoán là 30%, như vậy đã hợp lý chưa trong thời điểm này, hay là phân bổ sao cho hợp lý tại thời điểm này ạ? Mình thì mình muốn cái cách tiếp cận phân bổ tài sản nó phải dựa trên kế hoạch tài chính đầy đủ, hiểu được mục tiêu của mình, thời gian đầu tư của mình bao lâu và khấu vị rủi ro của mình như thế nào, hơn là kiểu ở một cái thời điểm cụ thể. Đấy, thì về lâu về dài thì mình nghĩ là cái kênh mà cổ phiếu nó vẫn mang lại cái lợi suất, tức là mình đã thống kê theo cái thống kê về return về dài hạn cũng như là trong thời gian độ khoảng 10 năm trở lại đây, thì rõ ràng là cái kênh đầu tư vào cổ phiếu vẫn là kênh là mang lại cái lợi suất khá là tốt. Thì có lẽ là cái tỷ lệ nên ưu tiên nhiều vào chứng khoán nhiều hơn, đặc biệt là cái thị trường Việt Nam nó vẫn còn cái tiềm năng tăng trưởng, cái nền kinh tế này vẫn còn tăng trưởng rất là nhiều, và các doanh nghiệp thì nó cũng có nhiều cơ hội trong cái bối cảnh như này, về lâu dài là như vậy. Còn ở tại cái thời điểm cụ thể mà bạn đang hỏi như này thì mình nghĩ là bất động sản không, thì mình lại không nên là cái kênh mà chúng ta có thể ưu tiên quá nhiều vào giai đoạn này. Như vậy thì qua ba câu chuyện của chúng ta thì có thể thấy là khi mà chúng ta lên các mục tiêu đầu tư thì nên xây dựng cho mình cái kế hoạch tài chính gồm các loại tài sản như tài sản phòng vệ, tài sản bảo hiểm, tài sản hưu trí, đúng không ạ? Sau đó thì lên các mục tiêu về đầu tư riêng như mua nhà hay là đầu tư để sinh lời. Thì khi đó thì các bạn có thể phân bổ tài sản của mình vào các kênh như đầu tư vào bất động sản, đầu tư vào vàng và đầu tư vào chứng khoán. Nhưng mà tuy nhiên thì các kênh đầu tư vào chứng khoán tính từ trước đến nay thì vẫn mang lại cái tỷ suất lợi nhuận cao hơn trong ba kênh đầu tư. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.